Đặt đi. Rồi, ăn nha. Xíu. Rồi, xíu. 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 Ăn nha. Rồi, đặt đi chứ. Mau đặt đi. Ta phải gỡ thôi. Mau về nhà lấy tiền cho ta. Gì cậu? Không được đâu. Ta phải gỡ nữa chứ. Trời đất ơi, con mà về lấy tiền á, ông chủ biết được ông đuổi cổ con sao? Sú, sao mày nhát quá vậy? Mày lấy tiền cho tao, chứ có phải lấy tiền cho mày đâu mày sợ. Cậu à, hôm nay thua quá, mình đi về đi, bữa sau mình tới mình chơi. Đi thôi, đi về đi mà. Về cậu, đi. Con năn nỉ cậu đó. Đi về cậu ơi. Mày nhiều lời quá. Để ra đi đi. Hết tiền thì đi về đi. Ông nói cái gì? Công tử mà hết tiền hả? Trời, chị lớn luôn kìa. Ê, kìa. Cậu ơi, nè, không được. Ngọc bộ này là việc bảo gia truyền, phu nhân để lại cho cậu. Cậu không thể nào mà đem ra cầm cố chơi như vậy được. Mày, lão gia mày biết được là không được đâu. Nè cậu mày à, nhiều lời quá. Cậu à, nghe lời cậu đi cậu, không được mà cậu ơi. Để tao chơi. Cậu Mày lộn xộn hả? Tao quýnh mày bây giờ. Đi về. Cái kiểu này á, trước sau cũng tán gia bài sản mà thôi. Ông bá hộ đây thiệt là vô phúc. Ông vốn là người nhân hậu tử tế, mà gặp phải cái thằng con trai duy nhất, đó là cái đồ phá gia chi tử, thiệt là khổ tâm quá mà. Đặt đây chứ. Rồi, cậu, đưa cậu. Nè ông coi. Xíu, đưa rồi mà. Xíu. Cậu, xíu. Bỏ xíu. Cậu đi về đi. Xíu. Xíu. Đâu chưa? Đâu chưa? Lão gia, lão gia bớt nóng mà, ngồi xuống nghỉ chân đi lão gia. Lão gia, tôi không hiểu ngọc bảo đó là của gia bảo vô cùng quý giá, mà tại sao ông không ngăn thiếu gia lại? Ta ngăn lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Mình phải dạy dỗ thiếu gia chứ. Ta làm bẻ mặt nó trước mặt đám đông, rồi nó sẽ bỏ được tật xấu đó hay sao? Hay là càng khiến nó háo thắng hơn? Ai mà dụ dỗ được mình khi mình đã quyết tâm không sa ngã? Tôi không biết phải tính sao nữa. Thiệt là khổ mà. Ta nay đã gần đất xa trời rồi, của cải làm ra trời thương không thua ai hết. Ta cũng không phải là kẻ keo kiệt bủn xỉn gì, mà tại sao lại cho ta một thằng con trai tệ như vậy? Gia Bảo ơi là Gia Bảo. Cậu Gia Bảo còn trẻ người non dạ, biết đâu nay mai nhờ ân phước của ông bà tổ tiên sẽ trở thành người có trưởng thành hơn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ta ước gì có một người tâm phúc ở bên cạnh nó, để uống nắng nó kịp thời, dạy dỗ cho nó nên người, để nó bớt theo cái lũ bạn xấu xa. Cái này cũng khó lão gia. Lão gia, bình tĩnh. Dạ, chào hai bác. Hai bác cũng nghỉ chân ở đây hả? Trời nóng quá, con có đem theo nước mời hai bác. Cảm ơn cô tốt bụng quá.